Ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho tất cả bạn về một cái trang web giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử TRX nhá. Và ở trên cái trang web này hôm trước mình có làm cái video chia sẻ cho bạn về cách để chúng ta có thể kiếm được cái đồng TRX rồi nhá. Và có một số bạn có nhắn tin cho mình bởi vì cái giao diện của cái trang web này nó khá là khác so với một số cái trang web mà ngày trước mình chia sẻ cho bạn. Nên là có nhiều bạn có nhắn tin cho mình hỏi là hiện tại cái trang web này nó còn uy tín hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này cũng nhà hướng dẫn các bạn là rút tiền trực tiếp xem hiện tại cái trang web này nó còn uy tín hay không nhá. Đây là một cái trang web nó mới ra và theo đánh giá của mình ấy thì thường những cái trang web mà nó mới thì cái sự uy tín của nó còn cao nhá rồi bây giờ mình sẽ vào trang web chia sẻ cho bạn một số phần thông báo mới nhất ở trên cái trang web ngày hôm nay đây là cái giao diện của cái trang web ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả bạn nhá cái giao diện của cái trang web này nó khác so với một số trang web mà ngày trước mình đã chia sẻ cho bạn ở đây là các bạn tham gia trồng cây để chúng ta có thể kiếm được cái đồng tdx nhá thì đây là một cái trang web theo dạng đầu tư tdx để chúng ta có thể nhận nãi hàng ngày ở đây à, thì đối với những cái trang web mới nên là các bạn có thể uh, tham khảo cho mình nhá Bây giờ mình sẽ cập nhật những cái phần thông tin mới nhất này. Các bạn có thể ấn mục phần lưu ý ở đây cho mình nhé. Ở trong cái mục lưu ý này thì các bạn sẽ chú tâm cho mình đến cái mục đó mục thông tin ở trên đầu này. Các bạn ấn mục phần thông tin ở trên đầu này cho mình nhé. Các bạn có thể đọc qua ở đây cho mình này. Ở đây thì nó sẽ hiện ra một số phần giả sử nhà chúng ta tham gia với cái số lượng TRX này từ 1 cho tới là 10.000 TRX chẳng hạn thì các bạn sẽ nhận được ở đây là 2,5%. Và cái số TRX càng tăng lên thì cái phần trăm của nó sẽ càng cao nhá Và cao nhất ở đây lên tới là 4,5% Có một số bạn có nhắn tin hỏi mình là giả sử em tham gia 10 TRX này Hoặc là 100 TRX thì một ngày em sẽ nhận được là bao nhiêu Thì như các bạn có thể để ý này đó, từ 1 TRX cho tới 10.000 là sẽ nhận được là 2,5% đây nhá Giả sử chúng ta tham gia là uh, 10 TRX thì một ngày các bạn sẽ nhận được là 0,25 đồng TRX. Rồi các bạn có thể kéo xuống bên dưới này cho mình này. 100 đồng TRX thì một ngày các bạn sẽ nhận được là bao nhiêu Đấy các bạn có thể tự tính ra được nhá Nó là phần à, 2,5% này Rồi mình sẽ kéo xuống ở đây này Cái phần quan trọng nhất mà ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn Ở cái mục này đó là cái phần mà các bạn có thể đi giới thiệu bạn bè ở đây cho mình này Khi các bạn tham gia giới thiệu bạn bè hoa hồng đây nó thưởng cho bạn cũng khá là cao này phần à, 10% cho với là cấp à, cấp độ đầu tiên đây nhá Và bên dưới này cấp độ thứ hai là 6% đây Giả sử nhá Giả sử nha người ta tham gia này ở cái mức đó là cấp 1 này. Đấy, cấp 1 mà người ta tham gia là 10.000 cái đồng TRX. Các bạn sẽ nhận được là 10% của số 10.000 này thì chúng ta sẽ nhận được ở đây là 1.000 cái đồng TRX này. Đấy, 1.000 đồng TRX nhá. Tương tự đối với level 2, level 2 giả sử người ta tham gia là 1 à 10.000 TRX chẳng hạn và các bạn sẽ nhận được là 6%, 6% thì nó sẽ tương đương với là 600 TRX nhá. Đối với cấp độ 2 những cái trang web ngày trước mình chia sẻ ấy, thì nó sẽ có là ba cấp độ nhưng mà ở trên trang web này nó chỉ có hai cấp độ thôi nhưng mà cái hoa hồng nó thưởng cho các bạn khá là cao lên tới tổng cộng là 16 bởi vì cấp 1 là 10 là cấp 2 là 6 đây nhá rồi các bạn có thể kéo xuống bên dưới này cho mình này và cái phần thưởng vip này các bạn có thể chú tâm cho mình ở cái mục đó phần thưởng vip ở đây cho mình nhá à, chia sẻ này phân hạch này cộng nhân này tích lũy không giới hạn đây nhá các bạn có thể đọc qua cho mình ở cái mục này nó rất là quan trọng này dành cho cái quyền lợi của bạn khi các bạn tham gia ở trên cái nền tảng này nhá rồi các bạn có thể đọc qua khi các bạn trở thành vip này đó, thu nhập của bạn hết sức tưởng tượng này giả sử như là vip một đây các bạn có thể để ý này tiền gửi này có 10 người này đó vip một nhá tiền gửi có 10 người cộng với tiền gửi tích lũy là hơn 10.000 tỷ này. Đấy, các bạn có thể để ý nhá. VIP 2 này, 100 người ở à đâu 100 khoản tiền gửi của mọi người này cộng với khoản tiền khoản tiền mà người ta tích lũy ở đây nên tới là 100.000 cái đồng tiền đấy đây là cái mục thưởng vip cái mục này nó rất là quan trọng có rất là nhiều bạn có hỏi mình ở cái mục vip này như thế nào là các bạn tham gia giả sử đây là mực 10 người tham gia này bên dưới này là 100 người tham gia này và cái mục vip 3 này là một à, nghìn người tham gia Đấy, khi mà các bạn đặt ở những VIP này rồi thì cái kiểu nhà cái hoa hồng của bạn nhận được nó khá là cao cũng như là cái phần mà các bạn tham gia cái số TRX ấy thì các bạn nhận được nó cũng sẽ tăng lên nhá. Đây là cái phần rất là quan trọng nên là các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn cho mình này. Đây các bạn có thể đọc qua đây cho mình này. Đó, 10 người tham gia gửi số lượng TRX này. Đó là 10 uh, kiểu nhà 10.000 TRX này và các bạn sẽ nhận được một phần trăm này từ khi mà các bạn người ta tham gia rút tiền này Đấy, rút tiền các bạn cũng có thể nhận được phần trăm nhé Tương tự như VIP 2 chẳng hạn Đấy các bạn cũng nhận được là 3% này Và VIP 3 ở đây VIP 3 ở đây các bạn để nhận lên tới là 7% Có nghĩa là người ta lạp này Người ta rút này Các bạn cũng nhận được hoa hồng đây nhá Đây là cái phần VIP mà ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn Nên là các bạn có thể tìm hiểu kỹ cho mình Bên dưới này thì các bạn có thể đọc qua đây cho mình này Nó sẽ hiện lên cái phần ví dụ đây nhá đây là cái phần thông tin rất là quan trọng nên là các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn cho mình ở trên cái mục VIP ở đây cho mình nhá. Đây mục VIP đây cho mình rồi mình sẽ quay trở lại này à, còn một số phần như giả sử nhà lạp đây tích phân này thư mời này bạn ghi này hóa đơn này chia sẻ này bên này là cái mục cộng sự nhá cộng sự này là dành cho kiểu như là à, các đối tác ở trên trang web này chẳng hạn này đây nó sẽ hiện ra một số đối tác ở trên cái trang web này nhá như các bạn có thể để ý này bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách à, những bạn nào mà chưa biết cách đăng ký nhá bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cái mục đăng ký trước nhá cái phần đăng ký rất là đơn giản thôi và cái đường link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Đăng ký ở đây các bạn có thể ấn mục phần dấu cộng ở đây cho mình này. Đây là một, ấn mục dấu cộng đây cho mình nhá. Sau đó các bạn có thể điền cho mình này. Đấy, số điện thoại này, mật khẩu này, email uh, này và mã xác nhận ra đây cho mình nhá. Rồi điền cho mình cái thông tin. Sau đó các bạn có thể ấn mục phần đăng ký ở đây cho mình là các bạn thể đăng ký thành công được rồi nhá. Đây là cái phần mà mình hướng dẫn qua các bạn là cách đăng ký. Nó sẽ gửi một cái mã về Gmail sau đó các bạn nhập ra đây cho mình, xác nhận là được nhá ở đây thì mình sẽ không nói nữa bởi vì đăng ký nó rất là đơn giản thôi rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào này bên cạnh đó ở trên trang web này còn có rất là nhiều phần nữa nhá bên này là cái phần ngôn ngữ này các bạn thể chọn ngôn ngữ ở đây cho mình nhá tùy thuộc các bạn muốn chọn ngôn ngữ nào cũng được này đây là cái mục là lạp tiền này ở đây tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lạp tiền nhá tích phân là rút này thứ mà cũng là rút này bảng ghi rút tiền đây là lịch sử này hóa đơn thanh toán này ở đây các bạn có thể đi giới thiệu bạn bè ở đây cho mình nhé Đây các bạn có thể tham gia nhóm Telegram ở đây cho mình này Hoặc là các bạn có thể để ý đây cho mình này Tham gia số lượng TRX ở đây Cấp độ à, người tham gia ở đây này hai trên người ở đây Giả sử nhà cấp độ các bạn đặt ở đây là 100 người hoặc là 10 người chẳng hạn Còn bên dưới này là cái phần tiền thưởng này Đầy đội này Nó sẽ có hai cấp ở đây Cấp 1 và cấp 2 ở đây nhá Như các bạn có thể để ý mình đây là Đang có cấp 1 và cấp 2 ở đây các bạn muốn lấy cái đường link thì các bạn có thể ấn một phần sao chép đây cho mình này chia sẻ đường link đây. Các bạn sao chép copy cho mình cái đường link, sau đó các bạn thể đi giới thiệu bạn bè đây cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nào bạn nào mà muốn tham gia ở trên cái trang web này mà gửi tiền vào ấy thì các bạn ấn một phần nạp ở đây cho mình này. Ngày hôm nay thì mình sẽ test tiếp là 20 cái đồng TRX nhá. Sau đó các bạn mục phần sao chép cho mình cái địa chỉ ví TRX này. Rồi các bạn thể sang cái ví chốt wallet cho mình nhá. Sang đến ví chốt wallet rồi như các bạn có thể để ý này, hiện tại cái đồng TRX đang tăng khá là cao này, lên tới là 0.07 này. Đó, tăng khá là cao như hôm trước chỉ có 0.6 thôi. Các bạn mục phần gửi đây cho mình nhá. Rồi các bạn điền cho mình cái địa chỉ ra đây này. Sau đó các bạn nhập cho mình cái số lượng giả sử như là 20 đồng TRX chẳng hạn tương đương với là 1 tám à, đô, ấn mục phần tiếp tục ở đây cho mình này. Rồi sau đó các bạn mục phần xác nhận ở đây cho mình nhá. Là các bạn có thể tham gia rồi. Và các bạn sẽ chờ một lúc này bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trang web. Quay trở lại trang web rồi, bây giờ các bạn có thể kiểm tra xem là 20 cái đồng TRX của chúng ta vừa lấy chúng ta gửi vào nó đã về đây chưa nhá. Các bạn ấn mục phần là bảng ghi gửi tiền đây cho mình này. Đây các bạn mục phần bảng ghi gửi tiền đây. Như các bạn có thể để ý mình đã được cộng vào đây là 20 đồng TRX rồi nhá. Nó cũng xử lý cho chúng ta rất là nhanh. Nếu mà các bạn gửi vào mà trong vòng tầm 30 phút đến một tiếng mà các bạn chưa nhận được ý, thì các bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bên dưới này nhé. để các bạn có thể nhắn tin qua telegram đây cho người ta để người ta có thể hỗ trợ cho các bạn. rồi như vậy là mình đã gửi vào đây là 20 cái đồng TRX tiếp theo. hôm trước mình cũng có gửi vào là 20 TRX và bây giờ như các bạn có thể để ý thì một ngày mình sẽ nhận được ở đây là 1.17 này. các bạn bộ phần giúp tôi tưới nước ở đây nhé để chúng ta có thể nhận được cái số TRX này và như vậy là mình đã nhận được cái số lượng TRX vào đây ở trong vòng 24 giờ Chúng ta sẽ quay trở lại đây và các bạn sẽ đợi tới nước để chúng ta thể nhận nhá Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền dành cho bạn nào mà chưa biết rút tiền trên cái trang web này Các bạn mục phần tích phân Cái mục tích phân này là dành cho các bạn đi giới thiệu bạn bè đây cho mình nhá Đây là cái mục giới thiệu bạn bè các bạn thể nhận được cái hoa hồng khuyến mại nó sẽ cộng ra đây cho các bạn và cái số hoa hồng đây các bạn có thể là chuyển về tái đầu tư nhá Có nghĩa là các bạn có thể tái đầu tư vào cái số mà các bạn gửi vào ấy hoặc là các bạn có thể rút các bạn chuyển sang cái tài khoản chính của bạn để các bạn thể rút đây nhá nó sẽ có hai hình thức này sau đó các bạn có thể điền cho mình cái số lượng giả sử nha các bạn muốn rút là bao nhiêu thì các bạn nhập ra đây các bạn nên rút cho mình từ hai nhé sau đó các bạn một phần chuyển giao đây cho mình là các bạn thể chuyển sang để các bạn thể rút nhá bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền nhá các bạn một phần thư mời đây cho mình này đây các bạn một phần thư mời đây cho mình nhá tổng mình đang có là 1.85 cái đồng tê đỡ thì mình sẽ rút hết ở đây nhá các bạn mục phần là tất cả ở đây cho mình này rồi các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví trx uh, ra đây nhá rồi mình sẽ sang cái ví chốt wallet của mình sang đến ví chốt wallet rồi bây giờ các bạn mục phần nhận ở đây cho mình nhá rồi sau đó các bạn mục phần sao chép đây cho mình này rồi các bạn quay trở lại trang web cho mình để chúng ta điền địa chỉ ra Bây giờ thì mình sẽ điền cái địa chỉ ví TRX ở bên trước wallet ra đây nhá. Mình rút ở đây là 1.85 này, các bạn mục phần rút ở đây cho mình. Rồi bây giờ các bạn điền cho mình cái password ra đây nhá. Chúng ta điền xong password rồi, các bạn mục phần xong ở đây cho mình nhá. Rồi các bạn mục này, tôi đồng ý này, sau đó các bạn ấn là các bạn lại tiếp tục ấn vào mục rút tiếp theo nhá. Bây giờ tôi sẽ đồng ý rút tiền này. Rồi mình sẽ ấn mục phần tôi đồng ý này. Rồi như vậy là mình đã rút tiền thành công là 1.85 cái đồng TRX ở đây. Các bạn có thể quay trở lại để các bạn thể kiểm tra nhá. Đây các bạn có thể để ý cho mình này. Bảng ghi lạp và rút này. Hóa đơn thanh toán này. Ấn mục phần hóa đơn thanh toán đây cho mình. Đây. Mình rút ở đây là trừ 1.85 cái đồng TRX. Và bây giờ mình sẽ cùng chờ một lúc nhá. Nó sẽ gửi về cái ví cho chúng ta là 1.85 đồng đỡ. Vừa nói xong thì nó đã gửi về luôn này. Như các bạn để ý này mình đã được cộng vào đây là 1.85 cái đồng TRX nhá. Nó xử lý cho chúng ta rất là nhanh trong vòng chỉ vài giây thôi là các bạn đã được cộng về cái ví chốt wallet của bạn rồi nhá. Thì trên đây là một cái video ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn về cái trang web kiếm cái đồng TRX nhá. Đây là một cái trang web theo dạng đầu tư để chúng ta thể kiếm TRX. Đầu tư thì nó sẽ có rủi ro nên là các bạn thể tìm hiểu kỹ cho mình. Ở trên cái trang web này bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình mình sẽ hướng dẫn. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn.